bạn đang nghe chương trình kể chuyện đời thực. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa và 8 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube Chuyện Xóm Cục. Chuyện Xóm Cục. Tiếng roi vang lên chát chát trong căn nhà nhỏ giữa đồng quê yên bình. Bên ngoài, mặt trời vẫn đang lặn xuống phía chân trời, nhuộm cả cánh đồng lúa một màu vàng rực rỡ nhưng trong lòng tùng chỉ có sự tăm tối và đau đớn khi bị bố mình ông hải trừng phạt lớn lên trong một gia đình mà tình thương được thể hiện bằng roi vọt tùng chưa bao giờ hiểu được sự thật đằng sau những trận đòn roi ấy ông hải người bố nổi tiếng nghiêm khắc nhất làng tin rằng chỉ có roi vọt mới làm nên người sau khi bị đòn roi vì làm bài điểm kém tùng lặng lẽ ra bờ sông nơi cậu thường tìm đến mỗi khi buồn bã cậu nhìn dòng nước chảy xiết lòng nặng trĩu đúng lúc ấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau là lan chị gái duy nhất của cậu người luôn hiểu và thương cậu nhất trong nhà em không sao chứ tùng em không sao đâu chị chỉ là em không hiểu tại sao bố lại luôn nghiêm khắc với em như vậy lan ngồi xuống bên cạnh tùng đưa tay vuốt tóc em trai bố muốn em trở nên mạnh mẽ nhưng cách bố thể hiện tình thương có lẽ không đúng chị cũng từng bị bố đánh đòn như em nhưng rồi chị nhận ra rằng bố cũng có nỗi khổ tâm riêng nỗi khổ tâm chị biết gì không em không biết bố có nỗi khổ tâm gì nhưng giờ đây em chỉ thấy giữa em và bố có một khoảng cách rất xa có những chuyện có lẽ em chưa biết hồi nhỏ bố cũng đã trải qua nhiều khó khăn bố từng kể với chị rằng ông nội của chúng ta cũng rất nghiêm khắc bố lớn lên trong sự nghiêm khắc đó chính vì vậy bố đã nghĩ rằng chỉ có cách ấy mới giúp chúng ta trưởng thành tùng im lặng suy nghĩ về những lời chị nói trong lòng cậu dường như có chút thay đổi nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu hết những lời của lan khiến tùng suy nghĩ nhiều hơn về bố và những gì ông đã trải qua tuy nhiên tùng vẫn cảm thấy những điều đó chưa thuyết phục được bản thân mình mỗi lần dù bản thân cậu đã thật sự cố gắng nhưng những điều cậu làm vẫn không làm hài lòng bố cậu lại bị đánh đòn cậu vừa đau vừa ấm ức nếu bố cậu cũng là người từng phải trải qua những trận đòn roi đáng lẽ ra ông phải hiểu và cảm nhận được tâm trạng của cậu những lúc như vậy chứ trong ánh hoàng hôn tùng và lan ngồi bên bờ sông im lặng một lúc lâu. Tùng ngắm nhìn dòng nước chảy, lòng vẫn nặng trĩu nỗi niềm oan ức và buồn phiền. Hồi còn nhỏ, Tùng đã là một cậu bé ngoan hiền. Một lần, khi Tùng mới chỉ 6 tuổi, cậu đã giúp chị quét nhà. Trong lúc làm, cậu vô tình làm rơi chiếc bình hoa quý giá của ông Hải. Khi ông biết chuyện, không nghe Tùng giải thích, ông đã nổi giận và đánh cậu một trận. Đó là lần đầu tiên Tùng cảm thấy sự oan ức và nỗi đau từ những trận đòn roi. Đến khi lên lớp 5, Tùng thấy một bạn học bị bắt nạt trong sân trường. Với bản tính dũng cảm và luôn muốn bảo vệ người khác, cậu đã can thiệp và giúp bạn ấy. Tuy nhiên, cuộc ẩu đả xảy ra và cả hai đều bị gọi lên văn phòng nhà trường. Về nhà, Tùng lại phải chịu trận đòn roi từ cha mà không có cơ hội giải thích rõ ràng. Có lần Ông Hải phát hiện ra số tiền trong ví bị mất. Ông nghi ngờ Tùng và dù Tùng cố gắng giải thích rằng cậu không lấy, ông Hải vẫn không tin và đánh cậu. Tùng cảm thấy nỗi đau không chỉ từ đòn roi mà còn từ sự thiếu tin tưởng của cha mình. Cứ mỗi lần như vậy, Tùng lại cảm thấy nỗi đau và sự oan ức càng lớn. Cậu luôn tự hỏi tại sao bố mình không tin tưởng và hiểu mình. Trong lòng Tùng, áp lực ngày càng chồng chất. Cậu cảm thấy mình phải làm việc chăm chỉ hơn học giỏi hơn để làm hài lòng cha nhưng mỗi lần cậu cố gắng dường như kết quả không bao giờ đủ tốt một ngày nọ khi tùng đang đi học về cậu gặp một nhóm người cả nam và nữ với nhiều lứa tuổi đang chơi ở trên đường tùng biết những người này đó là mấy bạn và mấy anh trong làng cậu nhưng mấy người này cậu chỉ biết chứ chưa từng tiếp xúc tùng chăm chú nhìn và cảm thấy mọi người chơi rất vui vẻ và năng động khác hẳn với những bạn bè mà cậu từng biết thấy cậu nhìn chăm chú vào nhóm của mình thì một trong số đó là hưng lớn tuổi hơn tùng người được mệnh danh là đàn anh trong làng nhanh chóng kết bạn với tùng rủ cậu vào chơi chung tùng bọn anh định ra ngoài chơi một chút em có muốn đi cùng không hưng mời nụ cười thân thiện trên môi tùng ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng gật đầu buổi chiều hôm ấy nhóm bạn của hưng dẫn tùng đến một căn nhà hoang ở cuối làng chúng bày ra những trò chơi táo bạo trong đó có cả việc thử các loại đồ uống lạ và hút thuốc lá tùng chưa từng thử những thứ này nhưng trước sự cổ vũ và khích lệ của bạn bè cậu dần bị cuốn theo thử đi tùng chỉ một chút thôi mà không sao đâu hưng thúc giục tùng do dự nhưng rồi cậu cũng tò mò cầm lấy điếu thuốc mà hưng đưa cậu hít một hơi vì không quen nên cậu ho sặc sụa trong khi bọn bạn cười dần dần đấy có gì đâu mà hưng vỗ vai tùng cười khích lệ tùng cảm thấy lạ lẫm nhưng rồi cũng cười theo tiếp xúc với những người này cậu cảm thấy vui vẻ không bị gò bó và được sống là chính mình từ đó tùng thường xuyên tham gia các buổi tụ tập của nhóm bạn mới này mặc dù trong lòng cậu vẫn có chút bất an tùng bắt đầu trở nên khép kín và xa lánh gia đình hơn cậu thường xuyên về nhà muộn và trốn tránh những buổi ăn tối gia đình một buổi chiều sau khi đã quen thuộc với nhóm bạn mới tùng hỏi hưng lý do tại sao anh lại rủ cậu vào chơi chung hai người ngồi trên bờ sông nơi mà tùng thường tìm đến mỗi khi buồn bã hưng tại sao anh lại rủ em vào nhóm chơi chung em chỉ là một thằng nhóc nhút nhát không có gì đặc biệt cả hưng nhìn tùng nụ cười thân thiện như thường lệ nhưng lần này ánh mắt anh có chút gì đó nghiêm túc hơn mày biết không anh thấy ở mày có gì đó đặc biệt mày không giống những người khác trong làng có sự thông minh sự tò mò và lòng dũng cảm mà anh hiếm thấy ở ai khác đã thế mày còn thành viên nổi trội của đội võ cổ truyền chẳng phải quá ưu tú sao thật vậy sao hơn nữa thấy mày luôn cố gắng nhưng lại bị gò bó bởi những áp lực từ gia đình trước đây anh mày cũng bị vậy nên hiểu ma anh nghĩ mày cần được tự do hơn cảm ơn anh từ giờ cứ xưng hô mày tao cho thoải mái mày không cần ngại đâu thoải mái đi ông hải với kinh nghiệm của một người đã từng trải nhanh chóng nhận ra sự khác thường này khi tùng vừa về đến nhà ông hải ngồi đợi ở phòng khách tùng bước vào nhìn thấy bố cậu lúng túng tùng ngồi xuống bố muốn nói chuyện với con tùng không còn cách nào khác đành ngồi xuống đối diện với bố sao dạo này con hay về muộn thế có chuyện gì sao không có gì đâu bố chỉ là con đi học thêm với bạn cuối cấp nên bài nhiều lắm ông hải thở dài ánh mắt dịu lại nhưng giọng vẫn không kém phần nghiêm khắc đi đầu cũng phải nói với bố hoặc chị con một tiếng con đi như vậy biết ở nhà lo lắng cho con không bố muốn từ này về sau con đi bất cứ đâu cũng phải xin phép gia đình có đi chơi với bạn bè thì cũng nên chọn bạn mà chơi bố nói ít mong con hiểu nhiều nhưng tùng vẫn không nghe lọt tai cậu cảm thấy ngột ngạt và khó chịu muốn thoát ra khỏi sự kiểm soát của bố con đã lớn rồi bố đừng can thiệp vào cuộc sống và bạn bè của con nữa. Con 18 tuổi đầu rồi chớ có phải thằng nhóc lên ba nữa đâu. Ông Hải sững sờ, không tin vào tai mình. Sự giận dữ dâng lên, ông đập mạnh xuống bàn. Con nói cái gì? Con nghĩ mình đã lớn sao? Con nhỏ mà đã hỗn láo như vậy. Vâng, con thấy mình đã lớn. Con có quyền tự do của mình, tùng đứng dậy, giọng cứng cỏi không kiềm chế được nữa. Ông Hải tiến tới và tát tùng một cái thật mạnh. Tiếng tát vang lên, làm không khí trở nên căng thẳng. Tùng lảo đảo, cảm thấy đau đớn không chỉ ở má mà còn ở trong lòng. Bố không cho phép con nói chuyện với bố như vậy. Ông Hải nói, giọng run run vì giận dữ. Tùng không nói gì, chỉ nhìn bố bằng ánh mắt căm phẫn rồi quay lưng bước đi. Cậu cảm thấy lòng mình tan nát, dù cậu có nói thế nào. Bố cậu cũng sẽ luôn đối xử với cậu như vậy. Giờ đây, cậu chỉ muốn thoát ra khỏi cái nhà này, xa đòn roi và sự kiểm soát của bố. Cậu muốn chứng tỏ rằng mình có thể tự lập. Những ngày sau đó, Tùng càng xa cách gia đình hơn. Cậu thường xuyên bỏ học, tụ tập với đám bạn, dẫn thân vào những cuộc vui không lành mạnh. Mỗi lần về nhà, cậu đều tránh mặt bố, không muốn phải đối diện với sự thất vọng trong ánh mắt của ông một buổi tối khi tùng trở về nhà trong tình trạng say xỉn ông hải và lan đang ngồi đợi sẵn nhìn thấy em trai trong tình trạng đó lan rất đổi bất ngờ còn ông hải thì mặt đỏ bừng giận dữ con lại đi đâu về vậy tùng con đi chơi với bạn không phải chuyện của bố con đừng có mà hỗn láo bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi đừng đi theo đám bạn để học những thói hư tật xấu ông hải tiến tới nắm lấy vai tùng lắc mạnh bố không hiểu gì cả con không muốn sống trong sự kiểm soát này nữa tùng hét lên đẩy bố ra ông hải vung tay đánh tùng một cái thật mạnh tùng ngã xuống mắt tràn đầy nước mắt nhưng không phải vì đau mà vì lòng tự trọng bị tổn thương con phải hiểu rằng bố chỉ muốn tốt cho con con không thể tiếp tục như vậy được nhưng tùng không nghe cậu đứng dậy, lau nước mắt và chạy ra khỏi nhà. Trong lòng cậu chỉ còn lại sự cam phẫn và quyết tâm chứng tỏ rằng mình có thể tự lập, dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Những ngày tiếp theo, Tùng càng lún sâu vào con đường sai trái. Cậu bắt đầu bỏ học hẳn, lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Gia đình cậu không còn nhận ra cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn ngày nào. Tùng trở nên cứng đầu và xa lánh tất cả chỉ muốn sống trong thế giới riêng của mình. Lan không thể ngồi yên khi nhìn em trai mình trượt dài như vậy. Một buổi tối, khi Tùng vừa bước vào nhà, Lan đã chờ sẵn ở phòng khách. Cô ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lo lắng nhưng kiên quyết. Tùng, chị muốn nói chuyện với em. Tùng ngừng lại, hơi lúng túng khi thấy chị. Cậu định bỏ đi lên phòng nhưng nhìn thấy ánh mắt của chị. Cậu đành ngồi xuống, chị muốn nói gì em biết không dạo này bố đã rất lo lắng về em rất nhiều chị cũng vậy em không thể cứ tiếp tục như thế này được tùng không trả lời chỉ nhìn xuống sàn nhà lan tiếp tục nói em nghĩ mình có thể tự lập nhưng định nghĩa tự lập của em là như thế này sao là bỏ học rồi đi chơi bời không biết giờ về là sự xa cách với gia đình của mình em đã nghĩ đến hậu quả chưa những người bạn của em họ có thực sự quan tâm đến em không hay chỉ là những mối quan hệ tạm bỡ đến rồi đi chị không hiểu gì cả em chỉ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bố em muốn tự do tự do em nghĩ tự do là gì hả tùng tự do không phải là làm những điều mình thích mà không nghĩ đến hậu quả tự do là trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh tùng vẫn im lặng nhưng trong lòng bắt đầu dao động. Lan nhìn em trai. Cô biết rằng cậu vẫn còn một phần nào đó muốn nghe lời khuyên của mình nên cô vẫn tiếp tục nói. Em còn nhớ lúc nhỏ, chị em mình cùng nhau chơi đùa không? Em luôn là đứa em ngoan ngoãn, biết quan tâm đến mọi người. Bố lúc nào cũng tự hào về em. Nhưng bây giờ thì sao? Tùng cảm thấy lòng mình trùng xuống. Những kỷ niệm xưa ùa về, những ngày tháng hạnh phúc của cậu bên gia đình, Em biết không, chị đã từng giống em. Chị cũng từng nghĩ rằng mình có thể tự lập, không cần đến sự bảo bọc của gia đình. Nhưng rồi khi bước chân ra xã hội gặp gỡ với nhiều người và vấp nhiều tình huống, chị nhận ra rằng chỉ có gia đình là thật tâm lo lắng, yêu thương ta vô điều kiện. Thế giới ngoài kia, dù có như thế nào, cũng phải có điều kiện mới tốt với chúng ta. Và quan trọng nhất là gia đình là nơi luôn mở rộng vòng tay đón nhận mình dù mình có sai lầm đến đâu. Em không cần cái gia đình này. Chị không cần khuyên nhủ em đâu. Tùng đứng dậy, bước đi bỏ lại chị Lan ngồi một mình trong nỗi lo lắng tràn ngập. Những lời khuyên của chị, dù chân thành và tình cảm, cũng không thể chạm tới trái tim cậu lúc này. Cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi những quản thúc của gia đình, tìm đến sự tự do mà mình luôn khao khát. Tùng càng lún sâu vào những cuộc chơi bời không hồi kết cậu thường xuyên gặp gỡ nhóm bạn các buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng một buổi tối tại khu nhà bỏ trống với tiếng nhạc sập sình tùng đang ngồi cùng nhóm bạn trên bàn là hàng loạt ly rượu và chai bia xung quanh là khói thuốc mờ ảo tùng cảm thấy đầu óc lâng lâng nhưng nỗi buồn trong lòng vẫn không hề giảm đi này tùng uống tiếp đi hưng đẩy ly rượu về phía tùng uống chứ tùng đáp cười nhạt nâng ly lên và uống cạn cậu cảm thấy cay đắng trong miệng nhưng lại cố gắng che giấu cảm xúc này sao dạo này trông mày buồn thế có chuyện gì à linh một cô bạn khác trong nhóm hỏi giọng đầy tò mò chẳng có gì đâu chỉ là chuyện gia đình thôi gia đình á bỏ qua đi ở đây là để vui vẻ mà mày cứ nghĩ nhiều làm gì tự do là phải biết tận hưởng chứ đúng đấy tùng linh phụ họa đời có bao lâu đâu mà không sống hết mình uống đi tùng nhìn bạn bè xung quanh thấy họ cười nói vui vẻ nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy trống rỗng cậu nhắm mắt cố gắng xua tan những suy nghĩ tiêu cực và lại nâng ly uống cạn đêm đó nhóm bạn của tùng quyết định rủ nhau đi đến một nơi mới mẻ hơn họ dẫn tùng đến một căn phòng được thuê bởi hưng khi tùng bước vào cậu cảm thấy một không khí khác hẳn một sự kích thích kỳ lạ bao trùm lên tất cả đây rồi đến rồi thì cứ tự nhiên như ở nhà nhé hưng cười lớn nói ừ ờ, đúng đấy linh tiếp lời rồi rút từ túi ra một túi nhỏ chứa bột trắng hôm nay chúng ta sẽ thử cái này thú vị lắm đấy là gì thế tùng hỏi dù đã đoán ra được không có gì đáng lo đâu chỉ là thuốc thôi nó sẽ giúp chúng ta thoải mái hơn linh đáp mỉm cười tùng cảm thấy do dự nhưng rồi sự tò mò và khiêu khích từ bạn bè khiến cậu không thể từ chối cậu gật đầu và nhanh chóng cùng nhóm bạn bắt đầu thử những liều thuốc đầu tiên cảm giác lâng lâng phấn khích nhanh chóng xâm chiếm cơ thể cậu thấy sao hưng hỏi giọng phấn khích tuyệt tùng đáp cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo và thú vị hơn thấy chưa tự do là thế đấy không có gì ràng buộc không có gì phải lo lắng linh nói giọng đầy quyến rũ đêm đó tùng cảm thấy mình như bước vào một thế giới khác nơi không có những lo lắng không có những muộn phiền đè nặng cậu quên đi mọi thứ chỉ còn lại sự phấn khích tột độ tùng tiếp tục lao vào những cuộc vui như vậy cậu cũng bắt đầu tập tành quan hệ tình dục với những cô bạn trong nhóm những mối quan hệ tạm bợ không tình cảm chỉ là những phút giây thỏa mãn nhất thời linh đột nhiên hỏi tùng mày thấy thế nào rồi có cảm thấy cuộc sống này thú vị không tao tao không biết nữa đôi khi tao thấy mình trống rỗng trống rỗng mày phải học cách tận hưởng không cần suy nghĩ nhiều làm gì đúng rồi cuộc sống ngắn ngủi lắm cứ vui vẻ đi mọi thứ đã có tao lo rồi gia đình thằng này đủ giàu để lo cho tụi bây việc của tụi bây là tận hưởng cùng tao thôi hưng thêm vào rót thêm rượu vào ly của tùng nhưng tao cảm thấy mất phương hướng tao không biết mình đang làm gì tùng thú nhận giọng đầy bất an có gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều cho mệt thôi tao về trước nha hai đứa mày ở lại chơi đi tao có hẹn với em nhung của tao rồi hưng nói rồi ra về đừng lo chúng ta đều như thế mà chỉ cần sống hết mình không cần phải lo lắng gì cả linh nắm lấy tay tùng kéo cậu lại gần hơn đôi mắt cô ánh lên vẻ thách thức và cám dỗ khiến tùng cảm thấy không thể cưỡng lại trong căn phòng mờ ảo ánh đèn với tiếng nhạc du dương mọi thứ dường như chậm lại chỉ còn lại tùng và linh trong thế giới riêng của họ tùng không cần phải lo lắng gì cả ở đây chúng ta chỉ cần sống cho hiện tại linh thì thầm giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc tùng cảm thấy hơi thở mình dồn dập cậu nhắm mắt lại để mặc cho những cảm xúc nhất thời chiếm lĩnh linh cười nhẹ rồi kéo tùng lên chiếc giường bên cạnh cánh cửa khép lại tách biệt họ khỏi tiếng ồn ào bên ngoài trong phòng ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ tạo nên một không gian lãng mạn và quyến rũ linh tiến lại gần tùng đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu cảm xúc trong tùng trỗi dậy mãnh liệt nhưng vẫn có một phần trong cậu cảm thấy bất an không yên tùng hãy để mọi lo lắng qua đi chúng ta sẽ có một đêm tuyệt vời linh nói Giọng cô như một lời hứa hẹn đầy mê hoặc. Tùng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn từ Linh. Cậu để cô dẫn dắt mình vào những phút giây thăng hoa. Họ cùng nhau khám phá những cảm xúc mới mẻ, bỏ quên mọi lo âu. Trong giây phút ấy, Tùng cảm thấy mình như trôi giạt trong một biển cảm xúc, không còn suy nghĩ gì ngoài hiện tại. Linh nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tùng, cười khẽ. "Thấy không, Tùng?" mọi thứ đều có thể trở nên đơn giản nếu chúng ta biết tận hưởng nhưng tao vẫn cảm thấy có gì đó không đúng đừng lo cứ từ từ mọi chuyện sẽ ổn thôi linh trấn an nhưng trong lòng tùng cậu biết rằng sự trống rỗng vẫn còn đó chưa hề biến mất ngày qua ngày tùng và linh tiếp tục chìm đắm trong những cuộc vui không hồi kết họ cùng nhau thử những loại thuốc mới tìm kiếm những cảm xúc mới mẻ và thăng hoa. Tùng cảm thấy mình như đang chạy trốn khỏi hiện thực, tìm đến một thế giới khác, nơi mà mọi lo âu và muộn phiền đều bị bỏ lại phía sau. Trong lúc Tùng tận hưởng những cuộc vui thì ông Hải lại chất chứa đầy lo âu. Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ ngoài hiên nhà, nhìn xa xăm về phía con đường. Lòng ông chịu nặng nỗi lo lắng và thất vọng. Bà Hạnh, hàng xóm lâu năm, thấy vậy bèn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh ông ông hải dạo này trông ông buồn quá có chuyện gì sao bà hạnh hỏi giọng quan tâm ông hải thở dài rồi chậm rãi kể bà hạnh à tôi lo cho thằng tùng quá nó đã không còn là đứa con ngoan hiền của tôi nữa rồi nó bỏ học không nghe lời chỉ biết lao vào những cuộc vui vô bổ tôi đã nói chuyện đã khuyên nhủ nhưng nó không chịu thay đổi tôi cũng nghe bà con trong xóm nói về chuyện của thằng tùng thật lòng tôi cũng lo cho nó tôi không biết mình đã sai ở đâu từ nhỏ nó đã không có mẹ bên cạnh nên tôi đã cố gắng làm cho nó mạnh mẽ nhưng có lẽ tôi quá nghiêm khắc hoặc có lẽ tôi không hiểu được con trai mình ông đừng tự trách mình quá mỗi đứa trẻ đều có giai đoạn nổi loạn quan trọng là mình phải tìm cách kéo nó về trước khi quá muộn ông hải gật đầu nhưng lòng ông vẫn ngập tràn sự bất lực ông nhớ lại những ngày tháng tùng còn nhỏ khi cậu bé luôn là niềm tự hào của ông giờ đây nhìn con trai mình lạc lối ông cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết tôi đã cố gắng hết sức nhưng nó vẫn không nghe lời mỗi lần nhìn thấy nó đi sớm về khuya trong lòng tôi như thắt lại ông hải ông phải kiên nhẫn thằng tùng vẫn còn nhỏ vẫn còn nhiều thời gian để thay đổi nhưng trước hết ông phải cho nó thấy rằng ông luôn ở đây sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ ông hải im lặng suy nghĩ về lời khuyên của bà hạnh ông biết mình không thể bỏ cuộc không thể để con trai mình lún sâu vào con đường sai trái nhưng làm thế nào để kéo tùng trở về đó là một câu hỏi khó mà ông vẫn chưa tìm ra lời giải cảm ơn bà bà hạnh tôi sẽ cố gắng kiên nhẫn hơn sẽ tìm cách để nói chuyện với nó hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn ừ ông cũng đừng lo lắng quá thôi tôi về nhà nấu cơm đây trong lúc ông tùng ngồi ngoài hiên thì lan đang ở trong nhà dọn dẹp cô không ngờ rằng việc dọn phòng em trai lại dẫn đến một phát hiện khủng khiếp khi kéo ngăn kéo tủ bàn học của tùng cô bất ngờ thấy một túi nhỏ chứa những viên thuốc màu sắc lạ lẫm và một số dụng cụ khác Lan cảm thấy tim mình như ngừng đập, cô run rẩy cầm túi thuốc lên, biết rằng đây chính là nguyên nhân khiến Tùng trở nên xa lánh và mất kiểm soát, không thể chần chừ thêm, cô vội vã cầm túi đồ của Tùng chạy ra hiên nhà, nơi ông Hải đang ngồi uống trà. "Bố, bố ơi, nhìn xem con tìm thấy gì trong phòng Tùng này." Lan hét lên, giọng cô đầy lo lắng và sợ hãi. Ông Hải nhìn thấy mặt liền tái nhợt đi ông đứng bật dậy nắm chặt túi đồ của tùng trong tay ánh mắt đầy sự giận dữ và thất vọng tùng ông hải gọi to giọng ông vang lên khắp căn nhà tùng từ ngoài cửa bước vào thấy biểu cảm của bố và chị cậu biết ngay có chuyện không ổn khi nhìn thấy túi ma túy trong tay ông hải mặt tùng tái mét cậu lùi lại không biết nói gì tùng đây là cái gì? Con giải thích sao đây? Ông Hải gầm lên, đôi mắt ông như có lửa. Con, con chỉ giữ hộ bạn thôi, không phải của con, tùng lắp bắp, cố tìm cách biện minh. Đừng nói dối bố, con nghĩ bố ngốc đến mức tin những lời bảo chữa của con sao. Ông Hải tiến lại gần Tùng, giơ cao chiếc roi ông thường dùng để gian đe. Con biết việc con làm nghiêm trọng thế nào không? con đang phá hủy tương lai của chính mình ông hải quát chiếc roi vung lên quất vào người tùng bố đừng làm thế lan là chạy đến cố gắng ngăn cản bố mình bố đánh đòn không phải cách giải quyết đâu chúng ta cần phải giúp đỡ em ấy tránh ra bố không thể để nó tiếp tục lún sâu vào vũng bùn này con xin bố chúng ta cần phải nói chuyện cần phải hiểu em ấy đánh đòn chỉ làm tình hình tệ hơn thôi ông hải thở dài hạ chiếc roi xuống ông biết rằng lan nói đúng nhưng ông cảm thấy bất lực và đau đớn khi thấy con trai mình đi say đường ông quyết định cách ly tùng với đám bạn bằng cách nhốt cậu ở nhà ông không biết phải làm gì ngoài cách này ông chỉ hy vọng rằng cậu sẽ tỉnh ngộ ông khóa cửa phòng tùng lại để cậu không thể ra ngoài và cấm cậu tiếp xúc với bạn bè tùng cảm thấy mình như bị giam cầm Ánh mắt cậu tràn đầy căm phẫn và giận dữ. Mỗi lần nhìn thấy chiếc cửa khóa, trong lòng cậu như có ngọn lửa bùng cháy. Ngày hôm sau, khi cơn nghiện bắt đầu lên, Tùng cảm thấy toàn thân run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm. Cậu bước đi trong phòng như con thú bị nhốt trong lồng, đầu óc cậu quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn. Cơn nghiện ngày càng trở nên dữ dội hơn, khiến Tùng cảm thấy như mình sắp phát điên. Bố bố thả con ra còn không thể chịu đựng được nữa tùng hét lên đập mạnh vào cánh cửa khóa chặt ông hải đứng bên ngoài nghe tiếng kêu của con trai mà lòng đau như cắt nhưng ông quyết tâm không mở cửa ông hy vọng rằng bằng cách này tùng sẽ từ bỏ ma túy và trở lại con đường đúng đắn đừng ngoan cố nữa con hãy cố gắng chịu đựng đi bố không thể để con xa ngã thêm nữa bố không hiểu gì cả bố chỉ muốn kiểm soát con tùng hét lên giọng đầy phẫn uất cơn nghiện lên đến đỉnh điểm tùng cảm thấy như không thể thở nổi cậu không thể chịu đựng thêm nữa cậu phải thoát ra ngoài cậu cần ma túy trong lúc tuyệt vọng tùng quyết định sẽ bỏ trốn cậu nhớ rằng có một cái cửa sổ nhỏ trong phòng mình đủ để cậu chui ra ngoài tùng lén lút mở cửa sổ nhìn ra ngoài thấy con đường vắng lặng cậu thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu leo ra ngoài dù cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng và cơ thể yếu ớt nhưng ý chí trốn thoát đã giúp cậu có đủ sức mạnh để nhảy qua cửa sổ khi chân chạm đất tùng biết rằng cậu đã thành công cậu lập tức chạy đến nhà linh cả người cậu run rẩy mồ hôi túa ra đầm đìa linh mở cửa nhìn thấy tùng trong trạng thái này thì cũng không khỏi giật mình tùng mày sao thế này linh hỏi giọng lo lắng tao cần thuốc làm ơn tùng thở gấp mắt nhìn linh đầy van xin linh kéo tùng vào nhà nhanh chóng tìm thuốc cho cậu khi tùng hít một hơi thật sâu cậu cảm thấy như toàn thân mình tràn đầy năng lượng trở lại cơn nghiện đã được thỏa mãn nhưng trong lòng cậu vẫn còn một sự bất an không thể xóa nhòa tùng bố mày đã gặp hưng ông ấy đe dọa nói sẽ không bao giờ để yên đâu tao không quan tâm tao chỉ cần thoát khỏi ông ta trong khi đó ở nhà ông hải phát hiện tùng đã trốn thoát ông cảm thấy tim mình như ngừng đập sự lo lắng và bất an bao trùm ông biết rằng nếu không tìm ra tùng kịp thời cậu có thể sẽ lún sâu hơn vào con đường tội lỗi tùng và linh ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp ánh sáng từ chiếc đèn mờ ảo khiến không gian trở nên u ám hơn linh lo lắng nhìn tùng cố gắng chấn an cậu nhưng trong lòng cô cũng đầy lo sợ tùng chúng ta cũng không thể trốn mãi thế này được tao không biết phải làm gì nữa tao chỉ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bố tùng thở dài đầu cậu tựa vào tường ánh mắt nhìn xa xăm bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên cả hai giật mình Linh vội vàng ra mở cửa. Hưng bước vào. Ánh mắt hắn đầy giận dữ và căng thẳng. Tùng! Mày có biết mày đang làm gì không? Hưng quát lên. Tiến về phía Tùng. Chuyện gì? Ông già mày tìm đến tao. Ông đòi báo công an kia. Nói vậy thôi chớ ông không dám đâu. Mà mày chơi chung với tao rồi còn để ông già mày biết chi vậy. Phiền phức ghê ổng tự suy nghĩ và tìm đến mày thôi chớ ở nhà tao có nói gì đâu mày yên tâm đi mày coi mà lo liệu đó mà nghe đây ông già nhốt mày ở nhà hả sao mày đến đây được vậy thì tao trốn hưng nhìn tùng với ánh mắt nghiêm nghị định nói thêm điều gì đó thì bất chợt có tiếng đập cửa dồn dập từ bên ngoài tất cả giật mình hưng quay phắt lại mắt đầy cảnh giác ai đấy hưng hỏi lớn tay nắm chặt lấy cánh cửa mở cửa công an đây chúng tôi được báo khu vực này có người sử dụng chất cấm vui lòng mở cửa để chúng tôi khám xét một giọng nói vang lên từ phía ngoài linh và tùng hốt hoảng nhìn nhau sự lo lắng tràn ngập trong mắt họ hưng giữ bình tĩnh hơn nhưng cũng không khỏi căng thẳng anh ta nhìn quanh căn phòng tìm kiếm lối thoát tùng linh bình tĩnh. Tụi bây đã cất hết đồ chưa?" Hưng nói nhỏ, mắt đảo quanh phòng. "Rồi, nhưng lỡ bị lục soát thì sao?" Linh thầm thì. "Đem bỏ trong bồn vệ sinh đi." Tùng nhanh trí đáp. "Mày có điên không? Tiền không đó." Tiếng đập cửa ngày càng mạnh, rồi bất ngờ cánh cửa bị phá vỡ. Hai viên công an bước vào, ánh mắt nghiêm nghị quét qua căn phòng chúng tôi nhận được tin báo ở khu vực này có người buôn bán và sử dụng chất cấm các em vui lòng hợp tác điều tra viên công an lớn tuổi hơn nói mắt ông ta không rời khỏi khuôn mặt của tùng già dạ, bọn em chỉ đang gặp mặt vui chơi lành mạnh cùng nhau thôi ạ à, linh đáp giọng cô run run tùng nghe nói bố em đang tìm em đó anh khang viên công an trẻ hơn cũng chính là hàng xóm gần nhà của tùng hỏi Em chỉ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bố em. Em không có làm gì sai cả. Tùng cố gắng bình tĩnh trả lời. Nếu em không làm gì sai, tại sao lại trốn chạy và đến đây? Viên công an lớn tuổi hỏi tiếp. Ánh mắt ông ta sắc lạnh. Em, em chỉ muốn tìm một chỗ để bình tĩnh lại. Tùng lắp bắp, cảm thấy lo lắng tăng lên. Không biết ai đã báo ở đây có người sử dụng ma túy vậy à? bọn em chỉ tụ tập với nhau cho vui thôi chớ làm gì có chuyện sử dụng ma túy hưng giả vờ hỏi đây là thông tin mật các em không được quyền biết viên công an trẻ tiếp tục đảo mắt nhìn cuối cùng mở cửa phòng vệ sinh anh ta nhìn quanh một lượt không thấy gì bất thường anh ta quay lại nhìn tùng và linh rồi nói nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các em liên quan đến ma túy chúng tôi sẽ không bỏ qua hai viên công an quay người rời khỏi căn phòng trọ để lại tùng linh và hưng trong trạng thái hỗn loạn cánh cửa vừa khép lại linh thở phào nhẹ nhõm mắt cô đầy lo lắng nhìn tùng công an đã biết mày ở đây rồi mày phải quay về nhà đối mặt với bố mày hưng nói mắt anh ta nghiêm nghị tao không muốn tao không chịu nổi sự kiểm soát của ông ấy cuối cùng sau một hồi suy nghĩ tùng quyết định quay trở về nhà khi cậu về đến nhà ông hải và lan đang ngồi ở phòng khách gương mặt đầy lo lắng tùng con về rồi em đừng trốn đi như vậy nữa tùng bố và chị lo cho em lắm vậy thì đừng có nhốt em em không cần ai lo cả em tự biết lo cho mình tùng con không thể tiếp tục sống như thế này được con đang phá hủy chính mình và cả gia đình này con không cần bố phải dạy đời con đã lớn rồi con tự biết mình phải làm gì tùng quát lại tay cậu bắt đầu phá hủy đồ đạc trong nhà tùng dừng lại đi đừng làm thế lan chạy đến cố gắng ngăn cản tùng con đừng phá nữa con nghĩ con đang làm gì vậy ông hải quát lớn tiến về phía tùng tùng không nghe cậu tiếp tục đập phá đồ đạc trong cơn giận dữ vô tình xô Lan ngã xuống đất. Lan ôm lấy tay, đau đớn kêu lên. Lan, còn có sao không? Ông Hải hoảng hốt, chạy đến bên Lan. Con không sao. Lan cố gắng chấn an, nhưng mắt cô rưng rưng. Tùng, mày nhìn xem mày đã làm gì? Mày đang làm cái gì vậy hả Tùng? Con không cần ai hết. Con chỉ muốn thoát khỏi sự kiểm soát này. Tùng gào lên nước mắt trào ra tùng con hãy tỉnh lại đi bố và chị luôn muốn điều tốt nhất cho con tỉnh lại con không thể tỉnh lại khi bị giam cầm như thế này tùng hét lên cậu quay người chạy ra khỏi nhà ông hải nhìn theo bóng con trai lòng ông đau đớn và bất lực lan ngồi bệt trên sàn nhà nước mắt rơi lã chã cả hai đều biết rằng để cứu tùng họ phải tìm cách khác một cách có thể thực sự giúp tùng thoát khỏi bóng tối tùng chạy ra khỏi nhà nhưng cậu không biết phải đi đâu cậu cứ chạy mãi cho đến khi mệt lử ngồi phịch xuống một góc đường vắng trong cơn tuyệt vọng cậu nhớ lại những kỷ niệm ngày bé cậu nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình mẹ cậu mất sớm và chị lan đã thay mẹ chăm sóc cậu chị lan luôn dịu dàng và kiên nhẫn dù có mệt mỏi thế nào cũng luôn dành cho cậu tình yêu thương và sự quan tâm có lần khi cậu bị sốt cao vào giữa đêm chị lan đã thức suốt đêm để chăm sóc cậu chị luôn biết cách dỗ dành và làm cậu cảm thấy yên tâm bất kể khó khăn gì xảy ra tùng nhớ lại cảm giác ấm áp khi chị ôm cậu vào lòng vỗ về và kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích nhớ lại những kỷ niệm đó tùng cảm thấy hối hận vì đã làm chị lan bị thương cậu biết rằng mình cần phải quay về và xin lỗi chị tùng đứng dậy lau nước mắt và quyết định trở về nhà khi cậu về đến nhà chị lan đang ngồi trong phòng khách mắt đỏ hoe vì lo lắng thấy tùng trở về chị lan vội vàng chạy đến tùng em có sao không chị lan em xin lỗi em không biết mình đã nghĩ gì khi làm chị bị thương lan ngồi xuống bên cạnh tùng mắt cô đầy sự cảm thông tùng chị hiểu em đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực và khó khăn nhưng em không thể trốn tránh mãi được chị và bố luôn ở đây để giúp em em chỉ muốn thoát khỏi mọi thứ thoát khỏi sự kiểm soát của bố tùng thở dài mắt cậu nhìn xa xăm em biết không khi mẹ mất chị đã hứa với mẹ rằng sẽ luôn chăm sóc em bảo vệ em chị luôn yêu thương em và muốn điều tốt nhất cho em nhưng để làm được điều đó em cần phải hợp tác với chị và bố lan nắm lấy tay tùng mắt cô ánh lên sự mong chờ em thật sự không muốn làm tổn thương chị tùng nói nước mắt cậu rơi xuống lan nhẹ nhàng lau nước mắt trên má tùng cười nhẹ chị biết em có thể thay đổi em chỉ cần tin vào bản thân mình và biết rằng chị và bố luôn ở đây để giúp em chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn chỉ cần em không bỏ cuộc lan ôm chặt tùng vào lòng cảm nhận sự ấm áp và tình yêu thương của chị chị luôn tin tưởng em tùng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả những ngày sau đó tùng bắt đầu xa lánh nhóm bạn cũ hưng và những người khác không hiểu tại sao tùng lại thay đổi như vậy cậu tự nhốt mình trong phòng chiến đấu với những cơn thèm khát ma túy mỗi khi cơn đau lên đến đỉnh điểm cậu lại nhớ đến những lúc hạnh phúc ngắn ngủi khi ở bên hưng và các bạn nhưng rồi cậu lại nhớ đến nỗi đau và sự hối hận một buổi chiều khi tùng đang ngồi trong quán cà phê để gặp linh hưng và vài người trong nhóm xuất hiện tùng mày biến đi đâu mấy bữa nay vậy tao tao chỉ muốn suy nghĩ lại mọi thứ suy nghĩ lại hay mày định bỏ tụi này tao không muốn chị tao phải lo lắng cho tao mày nghĩ mày có thể thoát khỏi đây dễ dàng vậy sao nếu mày muốn rút lui thì trả lại số tiền tao đã bỏ ra cho mày ăn chơi đi số tiền đấy không nhỏ đâu nhé tao sẽ trả hết nhưng bây giờ tao cần thời gian để suy nghĩ cả nhóm nhìn tùng sự căm phẫn và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt họ hưng hậm hực bỏ đi còn lại tùng và linh ngồi lặng im trong quán cà phê tối hôm đó ông hải gọi tùng vào phòng khách ông đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với con trai mình tùng ngồi xuống đi bố muốn nói chuyện với con tùng ngồi xuống cảm thấy lo lắng và chưa sẵn sàng đối diện với mọi chuyện ông hải hỏi với giọng mềm mỏng nhưng đầy nghiêm túc còn hãy nói thật với bố con đã sử dụng ma túy được bao lâu rồi tùng cúi đầu cảm thấy ngượng ngùng và sợ hãi được vài tháng rồi tùng đáp giọng cậu nhỏ nhẹ vài tháng con có biết con đang làm gì không hả ông hải hỏi giọng ông cao lên vì tức giận bố con biết con sai nhưng con không thể chịu nổi nữa tùng nói mắt cậu nhìn xuống đất không thể chịu nổi con biết rằng mọi chuyện đều bắt đầu từ quyết định của con con đã chọn sai đường và bây giờ con phải chịu trách nhiệm cho những hậu quả đó tùng ngẩng lên ánh mắt cậu đầy sự đau khổ và tức giận bố nghĩ rằng mọi chuyện là lỗi của con sao bố có bao giờ nghĩ về những gì bố đã làm với con không tùng nói giọng cậu nghẹn ngào ông hải ngạc nhiên đôi mắt ông mở to con nói gì bố lúc nào cũng bạo hành con lúc nào cũng bắt con phải làm theo ý bố bố có biết rằng con đã cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng thế nào không con ông hải ngập ngừng bố không bao giờ nghe con nói không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con con luôn phải sống trong sợ hãi luôn phải làm mọi thứ để bố hài lòng bố bố xin lỗi bố đã không hiểu con không nghe con nhưng con phải hiểu rằng tất cả những gì bố làm đều vì muốn con có một tương lai tốt đẹp hơn nhưng bố không hiểu rằng cách bố làm chỉ khiến con cảm thấy bị áp lực và bị ép buộc con cần sự tự do cần được làm những gì con muốn bố hiểu bố đã sai nhưng bây giờ chúng ta có thể sửa sai chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu cùng nhau vượt qua mọi khó khăn bố sẽ lắng nghe con sẽ hiểu con hơn muộn rồi bố à con đã không còn đường lui con đừng nói như thế bố sẽ giúp con cai nghiện chắc chắn con sẽ làm được tại sao trước kia bố không nhẹ nhàng như thế này với con bây giờ bố làm như thế thì đã không còn giúp ích gì được nữa rồi bố xin lỗi bố đã trải qua nhiều chuyện đau khổ trong quá khứ bố đã mất đi người mà bố yêu thương nhất mẹ con sau khi mẹ con mất bố cảm thấy như mất hết tất cả. Bố đã đổ lỗi cho chính mình vì không thể bảo vệ mẹ con. Bố đã dùng công việc và kỷ luật khắt khe để che giấu nỗi đau và sự chống trải trong lòng mình. Tùng lặng im lắng nghe. Ánh mắt cậu dần chuyển từ sự tức giận sang sự cảm thông. Bố không biết cách thể hiện tình yêu thương của mình. Bố nghĩ rằng, bằng cách nghiêm khắc và kỷ luật, con sẽ trưởng thành mạnh mẽ và không phải trải qua những đau khổ như bố nhưng bố đã sai bố đã khiến con cảm thấy bị áp lực và cô đơn bố thật sự xin lỗi con ông hải nói nước mắt lăn dài trên má tùng cảm nhận được sự chân thành từ bố mình cậu bắt đầu tin rằng mọi chuyện có thể thay đổi cả hai ôm chặt nhau cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương gia đình biết rằng đây là bước đầu tiên để xây dựng lại một tương lai tươi sáng hơn nhưng mọi chuyện đã không dễ dàng như cậu nghĩ. Một buổi chiều, Tùng quyết định gặp Hưng lần cuối để xin rút lui và tập trung cai nghiện. Cậu hẹn Hưng tại một khu đất trống vắng người qua lại. Tùng, mày muốn gì? Tao muốn nói chuyện với tụi bay. Tao quyết định rồi. Tao sẽ rút lui khỏi nhóm và quyết tâm cai nghiện. Cai nghiện? Mày nghĩ mày có thể bỏ được dễ dàng như vậy sao? Mày nợ tụi tao rất nhiều tao sẽ trả hết nợ tao chỉ cần thời gian để làm lại từ đầu mày nghĩ mày có thể rút lui dễ dàng vậy sao tao không để mày đi dễ dàng như vậy đâu hưng cười khẩy tạo ra một không khí căng thẳng và đe dọa tùng cảm thấy tim mình đập mạnh cậu cố gắng giữ bình tĩnh tao không muốn gây rắc rối tao chỉ muốn một cơ hội để làm lại từ đầu cơ hội mày không có cơ hội gì hết tùng mày đã quyết định sai lầm khi gia nhập nhóm này và giờ mày phải trả giá tùng cảm thấy sự tuyệt vọng xâm chiếm cậu biết rằng cuộc gặp này có thể không kết thúc tốt đẹp hưng tiến lại gần hơn và đe dọa tao đã nói rồi tao không muốn gây rắc rối nhưng mày đã gây rắc rối tùng và giờ tao sẽ giải quyết chuyện này trong khoảnh khắc căng thẳng đó cuộc tranh cãi nổ ra hưng xô đẩy tùng khiến cậu mất thăng bằng và ngã xuống đất. Trong lúc hoảng loạn, Hưng rút con dao trong túi ra với ý định tấn công. Một cuộc xô sát nảy ra giữa hai bên, và trong cơn hoảng loạn, Tùng vô tình đâm con dao vào người Hưng. Cậu ta hét lên, ngã gục xuống đất, máu chảy ra từ vết thương. Tùng sững sờ, không ai tin vào những gì vừa xảy ra. Tùng nhìn xuống bàn tay mình, thấy con dao nhuốm máu cậu cảm thấy thế giới xung quanh như sụp đổ hưng mày có sao không tao tao không cố ý tao thật sự không cố ý tùng hoảng loạn nói đôi mắt cậu mở to đầy sợ hãi hưng nằm bất động trên đất máu chảy nhiều hơn tùng cảm thấy mình như rơi vào hố sâu tuyệt vọng không biết phải làm gì tiếp theo đúng lúc đó ông hải vô tình thấy tùng ở bãi đất trống ông hoảng hốt chạy tới tùng chuyện gì đã xảy ra ông hải hỏi mắt ông đảo qua cảnh tượng trước mặt bố con con không cố ý tùng nói giọng cậu run rẩy ông hải nhìn thấy hưng nằm trên đất máu chảy từ vết thương ông nhanh chóng nhận ra tình hình nghiêm trọng và quyết định hành động tùng con phải đi ngay lập tức nhưng bố tùng ngập ngừng không nhưng gì hết đi ngay đi bố sẽ lo liệu mọi chuyện ở đây tùng lảo đảo chạy đi mà không biết mình đang đi đâu trong lòng cậu ngập tràn nỗi sợ hãi và hối hận ông hải nhìn theo con trai mình cảm thấy trái tim mình đau nhói bố sẽ không để con phải chịu trách nhiệm cho sai lầm này ông hải cúi xuống kiểm tra hương rồi nhanh chóng gọi cấp cứu trong khi chờ đợi ông bắt đầu xóa dấu vết hiện trường cố gắng làm mọi thứ để bảo vệ con trai mình khi xe cứu thương đến ông hải tự nguyện đi cùng hưng đến bệnh viện trong lúc bác sĩ chăm sóc hưng cảnh sát bắt đầu điều tra sự việc ông đã có mặt ở hiện trường khi vụ việc xảy ra một viên cảnh sát hỏi vâng tôi đã có mặt một cô gái trẻ đã đâm cậu ấy và bỏ trốn ông chắc chứ viên cảnh sát nghi ngờ hỏi vâng tôi chắc chắn ông hải đáp đôi mắt ông không chớp lấy một cái ông nhớ rõ mặt của cô gái ấy chứ không tôi đã già yếu rồi nên nhìn không rõ viên cảnh sát nhìn ông hải một lúc rồi ghi chép lại lời khai ông hải biết rằng mình đang chấp nhận mọi trách nhiệm để bảo vệ con trai sau khi cảnh sát hoàn thành việc ghi chép ông hải ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi tin tức về hưng trong lòng ông ngập tràn sự ân hận và lo lắng nhưng ông biết rằng mình đã làm điều đúng đắn mình đã sai lầm quá nhiều giờ đây ít nhất mình có thể bảo vệ con trai mình khỏi những hậu quả khủng khiếp ông hải tự nhủ đôi mắt ông nhìn xa xăm ông hải biết rằng cuộc đời từ đây sẽ không còn dễ dàng nhưng ông quyết tâm sẽ bảo vệ con trai đến cùng ông ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi tin tức về hưng trong lòng ông ngập tràn sự ân hận và lo lắng nhưng ông biết rằng mình đã làm điều đúng đắn một lúc sau bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu vẻ mặt u ám ông hải đứng dậy trái tim đập mạnh bác sĩ hưng sao rồi ông hải hỏi giọng ông run rẩy tôi rất tiếc chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng hưng đã qua đời do mất máu quá nhiều ông hải cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mắt mình ông lặng người không thốt nên lời sự ân hận và đau đớn tràn ngập trong lòng ông cảnh sát bắt đầu tiến hành thủ tục và hỏi thêm chi tiết về sự việc tùng nhận được tin hưng đã qua đời cậu ngã quỵ lòng ngập tràn nỗi sợ hãi và tội lỗi tùng bố đã quyết định rồi bố sẽ nhận tội thay con nhưng bố con không thể sống với sự tội lỗi này. Con mới là người đã giết Hưng. Con phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Tùng, bố đã sai lầm quá nhiều trong cuộc đời này. Bố đã không bảo vệ được mẹ con. Và bây giờ bố sẽ không để con phải gánh chịu hậu quả này. Bố sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con. Ông Hải quyết định tìm đến công an và nhận tội thay Tùng và bị bắt giam. Trong khi đó, Tùng ở nhà, tâm trí cậu dối bời bị ám ảnh bởi sự tội lỗi và hình ảnh hưng qua đời chị lan đau khổ khi biết tin bố mình bị bắt và tùng đang gặp khủng hoảng khi tùng ngồi trong phòng mình đôi mắt mờ đi vì nước mắt chị lan bước vào ngồi xuống cạnh cậu tay chị đặt nhẹ lên vai em trai tùng em sao rồi chị em không biết phải làm gì nữa em không thể sống với sự tội lỗi này bố đã làm điều đó vì em ông ấy muốn bảo vệ em nhưng chị ơi em là người đã gây ra mọi chuyện em đã giết hưng bố không nên chịu trách nhiệm thay em chị lan thở dài cố gắng tìm lời an ủi em trai mình tùng bố đã quyết định như vậy vì ông ấy yêu em ông ấy không muốn em phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhưng chị hiểu rằng em đang rất đau khổ và cảm thấy tội lỗi em không biết làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm của mình em đã phá hủy cuộc sống của mình và làm tổn thương gia đình chị biết rằng em đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn nhưng em không cô đơn chị ở đây và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn em thật sự xin lỗi chị em đã khiến mọi người đau khổ chị biết nhưng em phải mạnh mẽ lên không chỉ vì bản thân mà còn vì bố chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề này tùng ngước nhìn chị gái cảm nhận được tình yêu thương và sự ủng hộ từ chị cậu biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng nhưng với sự hỗ trợ của gia đình cậu sẽ cố gắng chuộc lại lỗi lầm và xây dựng lại cuộc sống chị lan em sẽ không để bố phải gánh chịu mọi hậu quả em sẽ đối mặt với sự thật và chịu trách nhiệm cho hành động của mình cả hai ôm chặt nhau họ tin rằng có thể vượt qua mọi khó khăn và xây dựng lại cuộc sống tùng quyết định đi đầu thú nhận tội cậu biết rằng phải đối mặt với những hậu quả từ hành động của mình dù điều đó có khó khăn đến đâu một buổi sáng sớm tùng đến đồn công an với tâm trạng đầy quyết tâm bước vào đồn tùng cảm thấy đôi chân mình như nặng trĩu viên công an trực ban ngước nhìn cậu chào cháu cháu cần gì chú ơi cháu đến để tự thú cháu là người đã gây ra cái chết của hưng viên công an nhìn tùng một lúc rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống ông cầm lấy cuốn sổ ghi chép cháu nói rõ hơn về sự việc đi viên công an nói mắt ông không rời khỏi tùng hôm đó cháu và hưng cãi nhau trong lúc hoảng loạn cháu đã vô tình đâm cậu ấy cháu thật sự không cố ý nhưng cháu không thể sống với sự tội lỗi này nữa viên công an ghi chép lại lời khai của tùng rồi gọi điện cho đồng nghiệp để xử lý vụ việc một lúc sau tùng được dẫn vào phòng thẩm vấn tại trại giam ông hải nhận được tin con trai mình đã đầu thú ông được phép gặp tùng lần cuối trước khi cậu bị giam giữ ông hải bước vào phòng gặp gỡ nhìn thấy tùng ngồi đó đôi mắt cậu đỏ hoe tùng bố không muốn chuyện này xảy ra bố đã nhận tội rồi tại sao con lại làm vậy bố con không thể để bố phải gánh chịu hậu quả thay con con đã gây ra cái chết của hưng và con phải chịu trách nhiệm nhưng bố đã quyết định rồi bố muốn bảo vệ con con biết bố yêu con nhưng con không thể sống với sự tội lỗi này con đã quyết định sẽ đối mặt với sự thật ông hải thở dài đôi mắt ông tràn ngập nỗi buồn bố hiểu bố chỉ muốn con biết rằng dù có chuyện gì xảy ra bố vẫn luôn yêu con bố con xin lỗi bố rất nhiều tùng nói nước mắt chảy dài trên má cuối cùng tùng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa những chứng cứ và lời khai được đưa ra tùng bị buộc tội giết người do vô ý khi cậu và hưng đã tham gia vào một vụ xô xát với nhau trong lúc hỗn loạn một người đã tử vong vì chấn thương nặng mặc dù không cố ý gây ra cái chết nhưng Tùng vẫn phải chịu trách nhiệm vì đã tham gia vào cuộc ẩu đả và có sự liên quan đến chất kích thích trong người. Thẩm phán nhìn thẳng vào Tùng, giọng nghiêm nghị. Sau khi xem xét tất cả các chứng cứ và lời khai, tòa tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Tùng phạm tội giết người do vô ý, bị cáo bị kết án 12 năm tù giam và bắt buộc tham gia chương trình cai nghiện trong thời gian thụ án. Bản án sẽ được thi hành ngay lập tức tùng giữ vững sự bình tĩnh biết rằng đây là kết quả tất yếu từ những sai lầm của mình cậu đứng trước tòa đôi mắt đầy sự kiên định thưa quý tòa tôi chấp nhận bản án này và sẽ cố gắng cải tạo để trở thành một người tốt hơn tôi biết mình đã phạm sai lầm và tôi xin lỗi gia đình người đã mất cũng như tất cả những người đã bị tổn thương vì hành động của tôi những lời của tùng khiến cả phòng xử im lặng nhiều người trong làng nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm thông trong khi gia đình cậu thì rơi nước mắt ông hải dù rất đau lòng cũng hiểu rằng đây là con đường tùng phải đi để chuộc lại lỗi lầm của mình sau khi phiên tòa kết thúc tùng được đưa vào trại giam nơi cậu bắt đầu quá trình cải tạo và cai nghiện sau bản án của tùng không chỉ là sự trừng phạt cho riêng cậu mà còn để lại một gánh nặng lớn cho gia đình ông hải hiểu rằng việc con trai mình gây ra cái chết của hưng đã gây tổn thương sâu sắc cho gia đình nạn nhân mặc dù tùng đã chấp nhận chịu trách nhiệm và cải tạo gia đình cậu vẫn phải đối diện với nỗi đau và trách nhiệm của mình một tuần sau khi tùng bị kết án ông hải quyết định đến thăm gia đình hưng để xin lỗi và bày tỏ lòng thành dù biết rằng không lời nào có thể xoa dịu nỗi đau của gia đình hưng nhưng ông vẫn muốn thể hiện sự ăn năn của mình đến trước cửa nhà ông hải dừng lại hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa mẹ của hưng ra mở cửa ánh mắt bà đượm buồn và mệt mỏi chào chị tôi là hải bố của tùng tôi đến để xin lỗi và bày tỏ lòng thành của mình tôi thực sự xin lỗi vì những gì con trai chúng tôi đã gây ra cho gia đình chị bà tú mẹ của hưng mời ông vào nhà ông hải ngồi đối diện với bố mẹ hưng cảm giác nặng nề bao trùm căn phòng tôi hiểu rằng không gì có thể bù đắp được mất mát của gia đình anh chị nhưng tôi mong được bày tỏ lòng thành và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật tôi đã cố gắng đền bù thiệt hại nhưng tôi biết nỗi đau mất con là vô cùng lớn tiền bạc cũng không thể thay thế được vì vậy tôi xin phép được hỗ trợ gia đình về mặt tài chính để giúp đỡ phần nào trong cuộc sống hàng ngày và tương lai của các con chị bố của Hưng, ông Quang, trầm giọng nói. Chúng tôi không quan tâm nhiều đến tiền bạc. Mất mát của chúng tôi không thể đong đếm được. Nhưng chúng tôi trân trọng sự thành thật của ông. Chúng tôi đã tìm hiểu tất cả mọi chuyện liên quan tới con mình và biết rằng Tùng cũng có lỗi trong việc này. Pháp luật đã trừng trị đúng người đúng tội. Và chúng tôi chấp nhận sự hỗ trợ của ông. Điều này sẽ giúp cả hai bên cảm thấy đỡ dây dứt hơn và có thêm động lực để vượt qua nỗi đau trong trại giam tùng bắt đầu quá trình cải tạo và cai nghiện những ngày đầu tiên thật sự là một cơn ác mộng cậu phải chịu đựng cơn đau từ việc cai nghiện và nỗi đau tinh thần khi nghĩ về những gì mình đã gây ra mỗi buổi sáng tùng đều thức dậy với cảm giác mệt mỏi và uể oải cơ thể cậu đau nhức và tâm trí cậu thì bị dày vò bởi những ký ức về hưng và sự tội lỗi cậu cố gắng vượt qua những cơn thèm thuốc nhưng đôi khi cảm thấy như mình không thể chịu đựng nổi sau một ngày dài làm việc trong xưởng mộc của trại giam tùng ngồi trong góc phòng giam của mình đôi mắt nhìn xa xăm một bạn tù tên hoàng ngồi xuống bên cạnh cậu thấy thế nào rồi chú em khó khăn lắm em không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra em cảm thấy tội lỗi và đau đớn cai nghiện không dễ dàng nhưng cậu phải kiên trì cậu đã quyết định đối mặt với sự thật và đó là bước đầu tiên để chuộc lại lỗi lầm của mình nhưng em cảm thấy như mọi thứ đều vô vọng em đã phá hủy cuộc đời của chính mình của bố và cả gia đình mình hoàng thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt tùng tôi hiểu cảm giác của chú em tôi cũng đã từng trải qua điều đó nhưng cậu phải nhớ rằng việc cậu ở đây và cố gắng thay đổi đã là một điều quan trọng cậu không thể thay đổi quá khứ nhưng cậu có thể học từ nó và làm lại từ đầu cảm ơn anh em biết điều đó nhưng đôi khi thật khó để tin rằng mình có thể thay đổi chúng ta đều có quá khứ và ai cũng có những lỗi lầm nhưng quan trọng là chúng ta học được gì từ nó và làm gì để chuộc lại lỗi lầm đó cậu không cô đơn tùng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút những ngày tiếp theo tùng cố gắng thích nghi với cuộc sống trong trại giam cậu tham gia vào các hoạt động cải tạo học nghề và thường xuyên tham gia các buổi tư vấn tâm lý dù quá trình cai nghiện đầy đau đớn nhưng mỗi ngày qua đi tùng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn một chút một buổi chiều sau khi hoàn thành công việc tùng và hoàng ngồi bên nhau trong khu vườn nhỏ của trại giam chú em tiến bộ hơn nhiều rồi đấy nhờ có anh và mọi người mình mới có thể vượt qua được em sẽ tiếp tục cố gắng không chỉ vì bản thân mình mà còn vì gia đình và những người mình đã làm tổn thương những lời nói của hoàng và sự quyết tâm của tùng đã giúp cậu vượt qua những ngày tháng khó khăn trong trại giam những ngày tiếp theo trong trại giam tùng tiếp tục cố gắng thích nghi với cuộc sống mới nhưng có lẽ khó khăn vẫn còn đang ở phía trước chờ cậu khi tùng đang làm việc trong xưởng mộc cậu nhận ra có một ánh mắt hung dữ nhìn mình từ xa đó là một người bạn của hưng tên là long hắn ta đã bị bắt vào trại giam vì những tội danh khác nhưng khi biết tùng cũng ở đây hắn ta luôn tìm cách để bắt nạt và trả thù cậu một buổi tối khi tùng đang đi từ xưởng mộc về phòng giam long và vài người bạn của hắn đã chặn đường của cậu nghe nói mày giết thằng hưng gan mày cũng to thật đấy mày nghĩ mày có thể thoát tội sao long gầm lên mắt hắn đỏ ngầu vì giận dữ tùng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lòng cậu sợ hãi trước khi cậu kịp phản ứng long đã đấm cậu một cú mạnh vào bụng khiến tùng ngã xuống đất những cú đấm và đá tiếp theo đổ lên người cậu tùng chỉ biết nằm co do chịu đựng những đòn đánh đau đớn mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm long hét lên trước khi bỏ đi cùng đám bạn tùng nằm trên sàn cơ thể đau nhức và đầy vết thương hoàng phát hiện ra cậu và vội vàng chạy đến tùng chuyện gì đã xảy ra long hắn là bạn của hưng hắn muốn trả thù sao chú em không đánh lại tại sao phải nhẫn nhục như vậy tùng thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt hoàng em đã gây ra cái chết của hưng em không muốn đánh lại và gây thêm thủ oán em đã quyết định chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm và nếu đây là cách để chuộc lại lỗi lầm em sẽ chấp nhận hoàng nhìn tùng một lúc rồi thở dài tôi hiểu cậu đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách nhẫn nhịn nhưng cậu cũng phải bảo vệ bản thân tôi sẽ nói chuyện với quản giáo để giải quyết chuyện này những ngày tiếp theo hoàng luôn ở bên cạnh tùng bảo vệ cậu khỏi sự bắt nạt của long và đám bạn tùng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi có người bạn như hoàng bên cạnh cậu biết rằng con đường chuộc lại lỗi lầm sẽ không dễ dàng nhưng với sự hỗ trợ và tình yêu thương từ hoàng và gia đình cậu tin rằng mình có thể vượt qua mọi khó khăn và xây dựng lại cuộc sống nhưng hoàng và tùng không đủ mạnh để chống lại nhóm bạn của long và cứ thế cậu phải chịu những cú đánh đấm từ nhóm của long ngày sau khi tùng bị long và nhóm bạn của hắn đánh đập trong trại giam phải nhập viện ông hải đã được thông báo về sự việc ông vội vã đến thăm con trai mình lo lắng không thể diễn tả khi ông bước vào phòng gặp tùng cảnh tượng trước mắt làm ông đau lòng tùng nằm trên giường mặt mày nhợt nhạt và cơ thể đầy vết thương tùng sao con lại bị thương thế này ông hải hỏi giọng nói run rẩy vì lo lắng Tùng cố gắng nâng đầu lên, cười nhẹ nhàng để an ủi ông. "Bố đừng lo, con không sao đâu. Chuyện này không đáng để bố phải lo lắng." Ông Hải ngồi xuống bên giường, sờ nhẹ lên những vết thương trên cơ thể con trai. Mỗi vết thương đều là nỗi đau, không chỉ về thể xác mà còn về tâm hồn của cậu. "Con đã làm gì sai mà bị những người kia đánh như thế này?" Tùng nhìn bố, nụ cười cay đắng trên môi con đã làm sai nên không thể tránh khỏi những gì xảy ra với mình những gì con nhận được đó là điều con xứng đáng ông hải thở dài nhìn con trai với ánh mắt đau đớn và sự cảm thông sâu sắc cố gắng lên con nhé con biết rồi nằm trên giường bệnh tùng nhìn ra những lúc ông hải từng la mắng và đánh đòn cậu trong quá khứ trong cơn đau và sự tủi hổ vì bản thân tùng bắt đầu hiểu ra rằng mỗi lần ông hải làm như vậy không phải vì ông ghét cậu mà bởi ông muốn giáo dục cậu dạy cậu biết cách đối mặt với cuộc sống với những hành động sai lầm mà cậu đã làm cũng chính nhờ những lần đòn roi như thế mà bây giờ cậu có thể chịu đựng được những cú đánh đấm của long cậu tự bật cười với suy nghĩ của mình những ngày sau khi tùng bị long và nhóm bạn đánh đập các quản giáo trong trại giam đã bắt đầu điều tra vụ việc long và nhóm của hắn bị gọi lên văn phòng quản giáo để chịu trách nhiệm về hành động của mình quản giáo trưởng ông nam là người nổi tiếng nghiêm khắc nhưng công bằng ông nhìn thẳng vào long và nhóm của hắn giọng nói lạnh lùng các anh nghĩ rằng trong trại giam này luật lệ của các anh có thể đứng trên pháp luật sao long và nhóm bạn im lặng không dám nói gì họ biết rằng mình đã đi quá xa sau khi trừng phạt long và nhóm bạn của hắn ông nam đến thăm tùng trong bệnh viện trại giam ông nhìn tùng với ánh mắt trầm ngâm rồi nói tùng chúng tôi đã xử lý long và nhóm của hắn họ sẽ không làm phiền cậu nữa nhưng cậu phải biết rằng trong môi trường này nếu cậu muốn được tôn trọng cậu cần phải đứng lên và đối mặt với những thách thức tùng gật đầu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi biết rằng quản giáo đã can thiệp một ngày sau quản giáo nam dẫn long đến gặp tùng trong bệnh viện long nhìn tùng vẻ mặt hối hận và ngượng ngùng quản giáo nam nói long cậu nợ tùng một lời xin lỗi long cúi đầu giọng nói nhỏ nhẹ tùng tôi xin lỗi tôi đã sai khi đánh cậu tôi không có lý do gì để làm như vậy tùng nhìn long gật đầu và nói không sao đâu tôi hiểu mà tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu các cậu cần học cách sống hòa thuận với nhau không có gì quan trọng hơn việc các cậu có thể thay đổi và cải thiện bản thân trong thời gian ở đây tùng cuối cùng đã cai được nghiện sau một năm ròng rã vất vả sáu năm đã trôi qua kể từ ngày tùng bước vào trại giam những nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu trong việc cải tạo bản thân cuối cùng đã được đền đáp cậu không chỉ tham gia đầy đủ các buổi trị liệu mà còn trở thành một người hỗ trợ tích cực giúp đỡ những tù nhân khác trong quá trình cai nghiện của họ trong suốt thời gian ở tù tùng đã tham gia vào nhiều hoạt động cải tạo như học tập rèn luyện kỹ năng và lao động cậu học được nhiều kiến thức mới và trở thành một người lao động chăm chỉ gương mẫu những nỗ lực này đã được ghi nhận bởi các quản giáo và ban giám thị trại giam cậu thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm và động viên những người đang gặp khó khăn, giúp họ kiên định và vượt qua những thử thách trong quá trình cải tạo. Tinh thần và thái độ của Tùng đã có sự thay đổi tích cực rõ rệt. Từ một người trầm cảm và mất phương hướng, cậu đã trở nên lạc quan, tự tin và có trách nhiệm hơn. Sự thay đổi này không chỉ giúp Tùng cải tạo tốt hơn mà còn lan tỏa ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Sau 6 năm trong trại giam, những nỗ lực cải tạo của tùng cuối cùng đã được đền đáp một buổi sáng mùa xuân tùng được triệu tập đến văn phòng quản giáo tùng ngồi đối diện với một nhóm các quan chức bao gồm cả giám thị trại giam và đại diện từ ủy ban xét duyệt khoan hồng nguyễn văn tùng sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của anh chúng tôi quyết định rằng anh xứng đáng được hưởng khoan hồng những nỗ lực cải tạo và cai nghiện của anh đã thể hiện rõ ràng sự thay đổi tích cực và quyết tâm làm lại cuộc đời giám thị trại giam tuyên bố giọng đầy nghiêm nghị nhưng cũng chứa đựng sự khích lệ cảm ơn cảm ơn cán bộ rất nhiều ạ tôi thực sự biết ơn vì cơ hội này tôi hứa sẽ không làm mọi người thất vọng tùng đáp đôi mắt sáng lên niềm hy vọng và sự quyết tâm ngày tùng được trả tự do là một ngày đẹp trời ông hải và lan đã chờ đợi sẵn ở ngoài cổng trại giam đôi mắt họ tràn đầy niềm vui và hy vọng lan chạy lại ôm chầm lấy em trai nước mắt rơi xuống nhưng là những giọt nước mắt của hạnh phúc em đã trở về rồi chị em hứa sẽ làm lại từ đầu sẽ không phụ lòng mọi người tùng nói giọng đầy xúc động ngày cậu được thả tự do không chỉ gia đình mà cả hoàng và những người bạn đã đến đón cậu trong mừng rỡ và hạnh phúc bước vào cánh cửa nhà tùng nghe tiếng cười vang lên đầy ấm áp từ bên trong ông hải vẫn mang nét mặt mộc mạc nay lại càng trở nên mềm mỏng và ấm áp hơn bao giờ hết ông vỗ vai và khích lệ tùng mọi chuyện sẽ ổn thôi con tùng ôm chặt lấy ông không thể kìm được nước mắt sáu năm trong tù đã là một thử thách khắc nghiệt nhưng cậu đã vượt qua bây giờ trở về với gia đình trong lòng cậu chỉ còn lại sự biết ơn và hy vọng mới mẻ xin lỗi bố con hứa sẽ không bao giờ làm bố thất vọng nữa ông hải nhìn con trai với ánh mắt tràn ngập yêu thương và hạnh phúc con đã làm rất tốt tùng ơi bố biết con đã cố gắng và bố luôn ủng hộ con mọi chuyện đã qua rồi quan trọng là con đã nhận ra và sửa đổi bố không bao giờ từ bỏ con em làm tốt lắm chào mừng em đã trở về bây giờ mình bắt đầu cuộc sống mới nhé lan nói với ánh mắt long lanh vì xúc động cả ba người ôm nhau trong giây phút im lặng nghẹn ngào với tình cảm chân thành nhất những ngày đầu tiên sau khi trở về tùng thường xuyên ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài nhìn đời sống bình dị của làng quê những cánh đồng xanh mướt và những con người chân chất cậu cảm nhận một sự bình yên mà cậu chưa từng có được từ trước trải qua biết bao thăng trầm tùng đã học được nhiều từ cuộc đời cậu học cách tha thứ cho chính mình và cho người khác học cách sống đơn giản và trân trọng mọi điều nhỏ bé xung quanh cậu biết rằng không có gì quý hơn gia đình và tình yêu thương chân thành những ngày tháng khó khăn đã dạy cho cậu biết cách vượt qua và đối mặt với mọi thử thách và giờ đây cậu biết mình có thể đứng vững trước mọi sóng gió cuộc sống của tùng không còn là một câu chuyện dừng lại ở những sai lầm quá khứ mà là hành trình giải với những nỗ lực và sự thành công trong tương lai cậu đã học được rất nhiều từ cuộc đời từ những sai lầm đau khổ cho đến những niềm hy vọng và hạnh phúc mới những kinh nghiệm mà tùng trải qua không chỉ là của riêng cậu mà còn là bài học sâu sắc cho mọi người trong gia đình ông hải sau những ngày tháng lo lắng và mong chờ giờ đây đã có thể bước vào cuộc sống với sự nhẹ nhõm và an tâm hơn ông biết rằng việc dạy dỗ con kê không chỉ là giới hạn ở những lời la mắng hay những đòn roi mà còn cần có sự hiểu biết sâu sắc và sự dẫn dắt đúng đắn ngày hôm nay trong căn nhà yên bình của ông hải ông đã ngồi lại bên tùng cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm về cuộc sống tùng không ngần ngại chia sẻ về những hành động sai lầm đã làm những hệ quả mà cậu phải chịu đựng và những bài học quý giá mà cậu đã học được từ đó. Con hiểu rồi bố. Sau này con sẽ dạy các con của mình cách sống đúng đắn, cách trân trọng gia đình và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn." Tùng nói, với ánh mắt tràn ngập sự biết ơn và quyết tâm. Ông Hải gật đầu, với tâm trạng an lòng. "Đúng vậy, con cái ta cần được dạy dỗ, nhưng không chỉ bằng đòn roi mà còn bằng cách hành động yêu thương." họ cần được thấu hiểu và cảm thông và họ sẽ học từ chúng ta mọi điều tốt đẹp nhất xin lỗi con vì đến giờ bố mới nhận ra đây cũng là lần đầu làm bố nên mong con hiểu cho bố bố đã nợ con tình yêu thương này rất lâu bây giờ bố có thể trả nợ cho con mà cả hai người cười vui vẻ cảm thấy niềm hy vọng và tình yêu thương đang lan tỏa trong căn nhà họ biết rằng từ những kinh nghiệm đau thương Họ đã học được cách làm cha mẹ đúng nghĩa và từ đó dẫn dắt con cái trưởng thành một cách tốt nhất. Bạn đang nghe chương trình Kể chuyện đời thực. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa và 8 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube Chuyện xóm cụt.